đội tuyển nào sẽ nâng cao chiếc cúp mùa giải 2023? Đón xem Quân khu số 1 lúc 10 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh VTV3 bắt đầu từ 29 tháng 4 năm 2023. Xôi là một món ăn rất là dân dã, có thể bắt gặp được hàng ngày ở những đường phố hoặc ở miền Bắc thì thường có xôi lạc, xôi đỗ, người miền Nam thì thường có xôi mặn, ở miền Trung thì lại có xôi ngọt. Xôi ngô đối với mình thì có một kỷ niệm ngay từ ngày mới về nhà chồng. Các cụ xưa có câu giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng. Nhưng với nhà mình, câu này hoàn toàn sai. Em chồng với mình là đồng minh của nhau cũng từ món xôi ngô này ra đấy. Gia đình chồng mình khá là đặc biệt. Mẹ chồng mất sớm. Khi về làm dâu, mình trở thành người phụ nữ lớn trong gia đình. Nhà có hai chị em nên quấn quýt bên nhau. Trường học xa nhà, nên buổi sáng em thường vội vội vàng vàng ăn để đi học. Cũng có hôm không kịp ăn. Đợt ấy đúng mùa ngô nếp non, mình đã quyết định làm xôi ngô và lén bỏ vào cặp cho cô. Y như rằng cô nàng rất là thích. Thực ra xôi ngô rất là đơn giản. Nguyên liệu gạo thì mình thường lựa chọn đấy là gạo nếp tú lệ. Nếp tú lệ thì hạt gạo dẻo, mềm, dính nhưng không lẫn lộn vào với nhau. Các cái hạt sau khi đổ vẫn còn nguyên vẹn. Mỡ mà mình phi bình thường cho thêm vào một thìa bột mì đa dụng, làm cho cánh của cái hành cứng. Phi hành xong thì hành sẽ được giòn. Cái khó nhất của nấu xôi là làm sao để cho xôi mềm dẻo mà không ướt, không nhão, không khô, từng hạt bóng tròn đều, đậu được mềm mịn và hành thì giòn rụm và vàng ươm. Mỗi khi ăn món xôi ngô này, bất giác mình lại tủm tỉm cười vì nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa. Thế mới nói, đồ ăn không chỉ khiến chúng ta no bụng, mà những hương vị ấy luôn giúp gợi những ký ức trong ta.
ra đời trong gian khó, từ niềm tin chung của hàng triệu trái tim. Trong chiến tranh dựng con đường huyền thoại, chung niềm tin đất nước sẽ vẹn toàn. Tiên phong vượt gian nan, chung niềm tin chuyển mình vững chãi. Lướt nhịp số đi nhanh, chung niềm tin muôn thế hệ đồng hành, khẳng định vị thế dẫn đầu. 60 năm lớn mạnh cùng đất nước Vietcombank, chung niềm tin vững tương lai. Bây giờ là 19 giờ. Chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong bản tin thời sự tối nay, thứ ba ngày 2 tháng 5. Nhiều hoạt động văn hóa giải trí được tổ chức tại các địa phương trên cả nước, tạo không khí vui tươi trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Diện mạo kiến trúc nông thôn đang dần mất đi bản sắc, đòi hỏi phải có quy hoạch bài bản cho từng hình thái kiến trúc vùng miền. Nhiều chuyển biến tích cực ở cấp cơ sở do 6 năm Bến Tre triển khai chương trình, cán bộ tỉnh hỗ trợ các địa phương. Mỹ và Philippines tái khẳng định mối quan hệ đồng minh thân thiết nhân chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Philippines. Thưa quý vị, vào chiều qua tiếp đồng chí Roberto Morales Ojeda, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Cuba, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên bày tỏ niềm tự hào.